Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game Không Gương Eden X nha bạn. Thì khi vào game, hôm nay thì hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game này. Thì khi vào game, các bạn sẽ được lựa chọn một trong ba lối nhân vật. Thứ nhất là giáp sĩ, thì giáp sĩ các bạn cũng có thể chọn nhân vật nam hoặc nữ. Lối thứ hai là đạo sĩ nha bạn. Đạo sĩ thì bạn cũng hay chọn nhân vật nam hoặc nữ. Thứ ba là dị nhân thì cũng như vậy, các bạn cũng hãy lựa chọn nhân vật nam và nữ. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu cái tựa game này. Thì đây là một cái tựa game nhập qua MMORPG với đồ họa là 2D hoài cổ, lấy đề tài phong thần. Thì nếu như bạn nào đã từng chơi cái tựa game phong thần vào những cái nhiệm vụ trước thì chắc chắn sẽ biết được cái tựa game này thôi các bạn. Thì cái tựa game này thì nó chủ yếu là lấy cái nó được xây lại từ cái dựa trên cái tựa game cũ hồi xưa đó và tái hiện lên bản mobile nha các bạn. Thì Phong Vương Eden X sẽ do nhân hành Phong Eden X phát hành tại thị trường Việt Nam và do chúng ta là ngôi Việt sản xuất nha các bạn. Thì với đồ họa 2D vô cùng hoài cổ, thì ở đây các bạn sẽ được quay về một cái thời tuổi thơ đáng nhớ khi mà chơi những cái dòng game PC. Thì các bạn hãy cùng xem sơ qua chút xíu về gameplay nha bạn. Các bạn chỉ cần nhấn vào nhiệm vụ thì nó sẽ tự động đi làm cho các bạn thôi các bạn. Nên là đây là một điểm khác biệt đối với những cái tựa game dịch cho mobile. Mặc dù là đối đồ họa hoài cổ nha các bạn. Đây đồ họa mới có đồ họa 2.5 2D thôi các bạn. Rất là hoài cổ. Và sau thì sao mà cái tựa game này mình không nghe được âm nhạc. Để mình vào phần cài đặt nữa nha các bạn. Đấy bạn nhạc, mình nhớ mở hết rồi nhưng mà nếu như mình tắt nhạc của mình nha các bạn thì nó vẫn sẽ không nghe nhạc nền, không nghe tiếng động luôn các bạn. Nên là mình bắt buộc phải mở thêm cái bản nhạc ở ngoài các bạn. Nên là các bạn cảm. Thì Phong Vương Eden X Mobile hay có tên là Phong Thần Mobile các bạn là một dự án do một nhóm game thủ tự tái phát triển thay vì mà một cái sản phẩm chính chủ. Thì do đó thì sản phẩm chắc chắn sẽ được làm rất là công phu và từ giao diện đồ họa đến gameplay sẽ giống đến 99% rồi với phiên bản là phiên bản PC nha các bạn. Vì thế thì đây là một cái tựa game rất là đáng để trải nghiệm cho bạn giúp quay trở về tuổi thơ. Thì như mình nói trước đó thì Phong Vương Eden X lấy bối cảnh cuối đời Hương với câu chuyện về mối bất hòa giữa chủ vương và nữ hoa. Vì chủ vương có những cái lời mạo phạm mà nữ hoa nương nương nổi giận cho đất kỷ nhập cung nhằm nhiễu loạn triều đình. Thì tiên nhân yêu cũng vì thế mà hỗn loạn. Lúc này thì có thế lực cọ cát cứ sẽ chia thành rất là nhiều cái phe khác nhau và gồm như là xiển giáo Phò Chu, triệt giáo Trợ Hương, yêu giáo lợi dụng thời cơ để chiếm tiên vị. Và trong cuộc chiến của tam giới kể trên, bạn sẽ được lựa chọn một trong ba lớp nhân vật mà mình giới thiệu đầu game là đạo sĩ, dị nhân và giáp sĩ với những đặc điểm riêng biệt. Thì cái này thì cách
bạn muốn chọn app nào tùy ý các bạn thôi bạn. Vì đông quá nên là mình viết không có được các bạn ơi, nên là mình sẽ đi làm những cái gói quà khác, để làm những cái nhiệm vụ khác nha bạn. Mình sẽ làm nhiệm vụ trang bị mới, đến thời gian tìm hiểu những cái thành phần có thể nâng cao hiệu sức của trang bị. Hiện tại thì tụi em này mới alpha test thôi bạn, nên là chỉ các bạn ăn go trải nghiệm thôi nha bạn. Ok, thì để trải nghiệm tốt hơn cái tựa game này thì các bạn có thể tải tựa game này về và tự mình trải nghiệm. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Giờ thì hãy cùng mình khám phá một chút xíu về cái tựa game này nhé bạn. Để lên cấp cao, đây nè bạn, có phần ký đăng nhập. Thứ hai là bắt bão cát nữa bạn. Cái hình ảnh hồi xưa là nó sẽ hơi màu chút xíu nha các bạn. Cái tiếp là bạn xếp hạng. Cái tiếp nữa là cái phòng đấu giá nha các bạn. Cái tiếp nữa là lãnh địa. Cái tiếp là trình. Còn đây sẽ có hình trạng thái nữa bạn, gồm có nhân giới và cá nhân. Kế tiếp nữa là kỹ năng nha các bạn. Kế tiếp nữa là hảo hữu, bài bán, kỹ năng sống, hầm hư và thiết lập. Sẽ có thêm phút cởi nữa các bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ, đừng quên like video này nếu bạn thấy hay và chia sẻ cho bạn cũng biết với nhau, cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.